Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Nauka. Và mình đã có câu trả lời cho bạn nào nhận được cái ạc của bạn Hiền rồi các bạn. Thì theo bạn như chia sẻ thì thật ra cái ạc này là một cái kỷ niệm của bạn với lại bạn trai cũ ha. Bạn với bạn trai quen nhau từ game này và cũng chia tay vì game này luôn. Nên bạn muốn người nhận ạc đó sẽ là thay bạn chăm sóc cái kỷ niệm này của bạn. Và bạn muốn nó như là một món quà tặng cho bạn mà đang có sinh nhật của cái ngày hôm mà mình up clip các bạn. Bạn Trí ha. Bạn Trí có comment là tặng ạc cho em đi anh, hôm nay là sinh nhật em á. Thì bạn hãy comment lại cái số điện thoại của bạn. Comment lại cái số điện thoại của bạn, số điện thoại có Zalo nha, để mình add rồi liên hệ để giao ạc lại cho bạn. Bên cạnh đó các bạn, thì ngồi cái vấn đề là mình giao ạc của bạn Thu Hiền cho bạn Trí, thì còn có một vấn đề nữa các bạn. Đó là có một bác thì có inbox cho mình là bác đang chơi hai ạc và hiện tại bạn đang muốn tặng một ạc để cho một người tâm huyết. Rồi, ạc của bạn là ạc Thành Vũ ha. Hiện tại thì đang có 736 triệu lực chiến, vàng tướng không gian các bạn. Rồi, vàng tướng địa ngục. Này vàng tướng thiên thần. Bên này là tướng hệ sát. Rồi, tướng hệ rừng. Chúng ta có tướng hệ thú. Và vàng tướng hệ ánh sáng luôn các bạn. Đây, thì account thì bạn link với Facebook với lại Gmail. Rồi, về cái ạc này thì hiện tại bạn chủ ạc đang quên cái Gmail để login cái ạc này rồi. Nên bạn đang cố nhớ lại để tìm được cái Gmail ha. Sau khi có tìm cái Gmail rồi thì mình sẽ login thử rồi và mình lên cái video tìm một bạn nào đó tâm huyết để mình trao lại. Còn cái ạc của bạn Thu Hiền thì mình sẽ gửi cho bạn Trí nha. Bạn có comment là sinh nhật bạn á. Tại vì cái ạc này là một cái kỷ niệm của bạn với bạn trai cũ, do đó bạn muốn nó là như là một cái món quà, như là một món quà để gửi tới cho bạn Trí, tại món quà sinh nhật các bạn, nhờ bạn Trí là thay bạn chăm sóc cái kỷ niệm này giúp bạn. Rồi hy vọng là bạn Trí sẽ thay bạn Huyền chăm sóc cái kỷ niệm này giúp nha. Rồi nếu mà sau một thời gian bạn chơi và bạn không chơi nữa thì bạn có thể liên hệ lại mình để mình gửi lại cho một bạn khác nha các bạn. Nói chung là này bạn mà nếu mà bạn không chơi được thì bạn cứ gửi lại mình để mình tìm một bạn khác tâm huyết, tại vì cái này cũng là kỷ niệm của bạn nên là mình mong là bạn sẽ trân trọng nó. Rồi hôm nay thì sorry các bạn một chút, tại vì mình lên video hơi trễ, mình tính lên sớm rồi. Nhưng mà tại vì sự cố bị mất điện ha. Vì mất điện nên mình không có lên video được. Rồi để mình sẽ show lại cái ạc level 245 và 736 triệu lực chiến cho các bạn nha. Mình đang hiện tại đang ở quê nên là tiếng cóc nhái nó kêu hơi ồn nha, các bạn thông cảm. Ok, chúng ta xem từ đầu ạc này có gì các bạn. Team không gian, chúng ta có Enzima full và ấn tối thiểu là 80 các bạn. Bên này thì ấn của Abido Ezio, ấn của Yaga 60 là chuẩn rồi các bạn, ấn của Leonardo da Vinci 30 cũng là chuẩn luôn. Các bạn nếu mà có dư điều kiện up xích 30 cho Melin và lên ấn cho Melin nữa là đẹp nha. Hiện tại thì team không gian này chỉ thiếu một bạn thôi, bạn đang thiếu là bạn còn Yukio với lại Nakuroro các bạn, thiếu hai tướng. Rồi bên này thì nóc nhà đang sao vàng, các bạn lên sao đỏ là đẹp. Sao đỏ thì khả năng một mình nó solo map tốt hơn. Lên thêm con Jonrath nữa là ok các bạn. Mahira có thể lên đỏ để bắt đầu leo map, còn Motat bạn cũng có thể lên đỏ để cho nó boost mạnh hơn nha. Rồi tướng thiên thần. Tướng thiên thần thì song sinh đỏ là ok rồi. Bắt đầu lên xích là được rồi các bạn. Còn phượng nếu các bạn muốn chơi theo cái kiểu mà nó là carry dam á, thì bắt buộc phải đầu tư thêm. En cái con Anna thì còn thiếu nha. Rồi hệ sát thì các bạn
cần lên ấn cho cái con Reizu để chúng ta đi boss nè. Đây mình thì nên lên seed 30. Còn Simira các bạn cũng có thể đầu tư seed để đi boss. Hệ rừng các bạn, hệ rừng này khá ổn rồi. Rồi, các bạn có thể lên seed cho Selrus để chúng ta có thể đi map. Sorry các bạn, để đi tháp các bạn. Rồi, seed và ấn cho con Asta để chúng ta có thể đi boss. Hệ thú Karen tầm này với lại con Thali tầm này là leo map ổn rồi. Karen chúng ta sẽ kết hợp với Thali, sói, sư với lại Sket các bạn. Đầu tư thêm cái con Sket này full nội thất độc quyền thì chúng ta sẽ có thêm một ít mana. Nó boost cho tướng mà khi lao vào tiêm địch các bạn. Rồi, hệ ánh sáng Scarlet. Scarlet này thêm một tí ấn lên ấn 60 nữa là đẹp. Nói chung là ạc bạn quá ngon rồi. Cái Rowan cho up lên 630 nữa là ok. Một con ạc khá ok các bạn. Rồi, bạn nào có nhu cầu nhận ạc này thì một lần nữa thì các bạn cứ comment trên kênh đi. Rồi một phần thì mình sẽ hỏi ý kiến chú ạc, một phần thì mình cũng sàng lọc ra ha. Thì bạn ok với bạn cảm thấy muốn giao ạc tới bạn nào thì mình sẽ chọn nha. Rồi mình lại lên video và chỉ định bạn đó. Rồi bạn Chí, bạn hãy comment cái số Zalo để mình add rồi tiến hành giao ạc nha các bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi và mình xin phép kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn tại video lần sau. Xin chào tạm biệt.